Đây khán giả đi coi boxing nè. Được, được, ông Tám với Bảy lên đấu luôn đi. Bảy kêu anh Tám một đá, một ra xin. Anh Tám lớn hơn kêu anh Tám chấp tôi quýnh trước ba đá anh không chịu. Đúng vậy đó, cuộc cuộc trò lại. Ồ khán giả được kêu không? Đi coi quýnh boxing nè, ớn chưa? À, có ông anh nữa. Quá trời đất rồi. Được, được anh em lên đấu luôn đó. Rồi rồi, để luôn lên nè. Bắt bài đó làm gì? Anh em tập trung trận đấu nha. Wow, chịu đầu hàng à. Hồi nãy quýnh căng quá ha. Ừ, quá đã luôn. Chịu nổi à, ói máu rồi. Gì ói máu không cố. Rồi bây giờ là hai gà này ông bắt gà nào? Bây giờ là cậu cháu mình đá ngày mai thùng bia nè. Bắt gà này, bắt gà xanh. Bắt gà xanh đúng không? Gà xanh bự hơn. Gà xanh bự hơn không? Bắt gà xanh bự hơn chơi, chấp con đá mấy chơi. Bắt gà xanh bự hơn nội ơi. Cái thằng ăn tám không? À. Rồi đá thùng biên ha. À. Ông ăn là ông ăn, con là gần thùng thôi, con ăn ông là nguyên thùng á. Ok. Rồi. Ông đá bắt nào? Bắt xanh luôn. Bắt xanh đá mấy? Cũng ăn ăn bốn luôn. Ăn một hả? Rồi ông ăn ông ăn một lon đó, con ông muốn ăn bốn hai bốn lon đó. Rồi chết nhắc rồi nè, vô tài rồi. Sao mà chết được? Vô. Đỏ rồi. Ủa sao nó quýnh đỏ dữ vậy? Ói máu rồi. Gì ói máu không cô? Chưa vô gai nữa. Đề nghị cổ động viên dùng từ dễ nghe hơn nha. Chứ người ta đâu đâu quýnh bốc xin mà chơi ói máu. Đi quýnh này à, có các con cháu quýnh thắng mình mừng ghê lắm, mừng ghê lắm. Dứt cái đỏ. Dứt. Và Hồ Sĩ Quốc Huy Phú Ngọc gặp Nguyễn Trường Vũ Thanh Sơn và dụng cụ thi đấu. Đỏ là đòn chắc lắm á. Nè, ông Tám với ông Bảy gì hô con thùng bia là. Hô ông Tám ơi. Dứt, dứt ra. Xin mời vận động viên Mai Thanh Kiệt câu lạc bộ Kim Nhân Đường và Võ Đăng Nguyên đơn vị thị chính thị trấn Định Quán nhận dụng cụ thi đấu. Nói thua ai? Mà thua được lâu. Bây giờ lấy đỏ đá lại cho ông Bảy với ông Tám là đá ăn năm luôn á. Chơi 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 luôn. Đá lại cho ông năm đó. Bây giờ ai thua bắt nhau tôi một thích. Đúng rồi. Thua bắt nhau tôi một thích cho ông chửi gì vậy tôi lao. Tí nữa người ta đấu xong hết á. Tí nữa đấu xong hết mình xin cho bà Hai với bà Tám đấu một trận. Được không? Hai bà được. Tao cho mà. Bà Tám bị tai biến rồi ơi. Hai bà thấy sung lắm. Bà cũng giả bà tai biến cũng được đâu. Ê, chết cái đỏ rồi. Ê. Vô. Quá đỏ rồi. Đánh ngay mũi nữa. Rồi, đúng rồi. Ai, vô luôn. Có hai nữa rồi. Đó. Vô luôn. Không phải vậy đâu. Đánh vào tay luôn. Đánh vào tay luôn nha. Đúng rồi, đánh tay liền luôn. Tay mạnh vô. Tay mạnh vô. Xong. Rồi, ăn nữa rồi. Kết quả trận đấu. Cổ động viên ngồi góc đài xanh Lê Văn Quang, đơn vị Phú Ngọc thắng trận đạt huy chương vàng. Chết mẹ rồi. Không anh Bảy ơi, chết rồi anh Bảy ơi. Má bị lội vòng nữa rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Chưa, chưa. Rồi, nó ăn. Má báo nữa rồi.
là mất hai thùng bia luôn. Chết tôi luôn. Ai? 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 Thằng con không hay gì? Phải con không? Chưa. Con không nhận không ra ông nội. Yêu cầu trọng tài lột nó ra. Ê, Quy, thằng Vũ đánh chưa? Hả? Thằng Vũ hả? Ơi, con ông nội, ông nội ơi, ông nội. Con lại cha. Không ra con mình luôn rồi. Mày chịu khó néo một xíu đi. Đúng rồi. Lưu ý hai vận động viên không được đánh mở gan. Thằng con chú quần nào ạ? À? Xanh hả? À? Hai vận động viên Mai Thanh Kiệt Kim Nhân Đường gặp Võ Đăng Nguyên Định Quán chuẩn bị trận đấu tiếp theo. Xe sông Nguyên xuống đài. Hai
hay quá. Kè thôi chứ không được đẩy, kè thôi đừng có đẩy. Ê, tay sâu chân theo nè, tay sâu. Kìa chơi gối chơi ăn gian cha. Đâu Vũ ơi. Nó về đây Vũ ơi. Đúng rồi. Dứt luôn. Nó về đây, dứt luôn. Kết thúc trận đấu. Yeah, hay quá. Thắng rồi Vũ ơi. Chúng ta điều khiển trận đấu tiếp theo là ông Lê Đức Tân. Không còn coi chú cái này á, được à. Cái này nè. À, thằng đó khôn nó canh. Với tỷ số 3-0 và đồng viên ngồi góc đài xanh, Nguyễn Trường Vũ, xã Thành Sơn. Hay quá. Bài 2 vận động viên Mai Thanh Kiệt, Kim Nhân Đường. Gặp bảo đăng con Quýnh cha mừng quá, mừng lắm rồi. Mày sao lên Quýnh không? Tao đăng ký chưa? Dứt luôn. Tao đăng ký cho thằng 50 mấy ký luôn Quýnh với mày, được không? Mày bắt gà nào, xanh hay đỏ? Hả? Một ly nước mía. Trận này một ly nước mía nha. Thì một bắt xanh phải không? Ly nước mía nha. Đỏ, đỏ. Dứt ra. Rồi. Hai võ sĩ lưu ý phải thi đấu đúng luật. Stop. Lưu ý vận động viên góc xanh khi đã có hậu luận dừng thì phải dừng lại, không được thi đấu tiếp. Nó đang đuối đó. Tốc độ nha. Lưu ý vận động viên góc đài đỏ chúng ta thi đấu cao đầu lên. Xin mời vận động viên Đặng Thị Thảo Ly, đơn vị xã Thanh Sơn, và Nguyễn Thiên Trân, đơn vị xã Phú Ngọc, Nhận Giáp. Mày xong mày rồi con ơi, mày sắp mày thua một ly nước mía rồi con. Tới một chuyện mày rồi. Chị nói chưa tới mà. Được thi đấu thứ hai. Hay quá rồi. Tắp luôn. Hít thở mạnh rồi. Cái đầu đá mày đâu? Đúng rồi, tắp luôn. Hay quá, ơi.
hít thở mạnh rồi. Tập đó. Tập hiệp thi đấu thứ hai. Hay quá. Rồi, mày tới một chuyện mày. Hiệp thứ ba đó là mày thua ly nước mía. Ê, nước mía mua phải đem về nhà lấy cây nước mía đập dập dập ra bỏ ly tao uống nha ông nội. Chết mày rồi. 10.000 nha con. Hai anh em mà lên đấu thằng nào thắng coi. Cái gì? Hai anh em mà lên đấu thằng nào thắng. Tụi bạn đấu nè. Trời không? Ê, trời sợ mà chắc. Tao quất luôn. Mà thua là tôi kêu con bảy tôi chơi đi luôn. Má tao mà đấu một cái là mày cái nết mày thì mày xì máu mỏ thôi. Má nói gì? Tiếng đứa con không thường ấy sao bị bét vậy? Tao thấy là tao chạy mất dép. Giờ cho máy bà tám ra đấu được không? Được. Chơi chơi vậy. Ừ. Bà tám tay biến bà hai gan giả ra đấu bốc bốc xin. Mai mẹ mà đấu. Có gì bắt quá là văng thầm gan giả. Ê, chơi chơi cười mày. Gì? Cái gì? Thôi nó thua cho nó thua đi. Nhỏ yếu à em nhỏ gì? Tập đi, chạy luôn. Không nổi đâu, nổi đây, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Nhỏ hết nổi rồi mà cứ kêu nhỏ đánh hoài. Đội viên cho nhất định là tiếp tục thắng. Không ai cho nó sự tốt bài đỏ. Kết quả trận đấu và đội viên Mai Thanh Kiệt trên đi đường thắng trận đạt huy chương vàng. Hiện tại điều khiển trận đấu tiếp theo là ông Thanh Khiết giám định 1, Văn Nhân giám định 2, Thanh Đạt giám định 3, Thiện Tâm. À nhỏ xíu luôn rồi. Phê luôn rồi. Nó phê rồi là chịu đấu gì nữa. Rồi mày. Ngày mai về ăn cắp tiền bà già mày, mua ly nước mía cho tao. Võ Thị Bảo Ngọc đơn vị Phước Ngọc. Góc đài đỏ gặp Lý Thị Thu Vân đơn vị thị trấn Định Quán, ngồi góc đài xanh thượng đài. Trận này là tới trận nữ cả nhà mình nha. Nó đi trà sữa. Màu xanh đúng không? Ok. Cú đỏ nha. Ok. Rồi chắc cứu chưa? Ừ, cứu. Chắc chưa? Quay nó mặt cam kìa. Mày bắt con nào cho mày cơ hội cuối cùng gỡ lại ly nước miếng nè. Tao bắt con đỏ, đỏ nhỏ nó lên. Bà kia bắt đỏ rồi, bà đang bắt con nào? Màu xanh. Màu xanh nó tương đỏ. Mày xanh theo gì mày luôn đi mày? Bắt xanh. Rồi xanh không? Rồi ly nước miếng nha. Tới chỉ tao rồi. Chí này tao cho gia đình mày tán gia bại sản hai ly nước miếng luôn. Tao lên mặn đỏ. Ông cố hai đi nước mía tới giờ phải sẵn cho cha. Vô con. Diễn chơi với tao hả? Ê đỏ ơi. Anh xuống tiền 5 ly trà sữa nha mày. Như anh 5 ly trà sữa kêu nó quýnh sao quýnh 5 ly trà sữa đó anh bắt mày đó. 5 ly trà sữa đó bà cố ơi. Sẵn cố lên em, 5 ly trà sữa của chị đó em. Sẵn đây mày thua non đây chung mày 2 ly nè. 5 ly trà sữa. Năm ly trà sữa đó bé ơi. Giúp đó em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay lắm đỏ ơi. Đúng rồi. Thủ đỏ ơi, thủ đỏ ơi, canh chuẩn nha. Đánh, đánh vô đầu đó, đánh vô đầu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, tiếp luôn. Trời ơi, xanh ơi mày sống gì nổi.
xanh mày sống sao nổi xanh ơi. Xanh ơi. Kìa, coi kìa nó lên vô máu rồi, vô máu rồi. Vô máu gì? Đó, nó vô máu kìa đó, mày coi kìa. Làm như nó bị mất máu vậy hả? Đây, đây, đây. Bình tĩnh đỏ ơi. Tắp luôn, tắp luôn em. Chắc bây giờ tôi lại tôi chích phọc môn cũng xanh quá. Chích phọc môn cho nó thua đi. Quay lại cái chuồng lên, nó cà sở lắm, quay hết vậy. Trời ơi trời à. Cái này trời cú rồi. Năm ly trà sữa em ơi. Trong tay em kia ly trong tay. Giúp đỏ, tắp luôn đỏ, tắp đỏ, tắp đỏ luôn, tắp luôn đỏ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay quá. Năm ly trà sữa em ơi. Hít thở em ơi, hít thở đều em ơi. Mày mà không thở là chết anh luôn á. Tắp, tắp, tắp luôn. Tắp luôn. Mày hả? Đúng rồi, mày hả? Năm ly trà sữa em ơi, em ơi. Tất hiệp hai. Trời ơi. Trời ơi trời. Chắc con gà tôi đứt nước quá. Quấn lộ mà đậu không xù chứ gì má. Trận cuối em ơi. Năm ly trà sữa em ơi. Đúng rồi. Cặp luôn em ơi. Đúng rồi. Hay quá. Đứa đầu lại dữ vậy. Cái gì vậy? Đỏ thấm nước rồi. Xỉu rồi. Không biết ai thắng luôn. Tôi thề bà, tôi biết ai thắng tôi con bà luôn á thiệt á. Dạ. Hồi nãy cái clip mà thằng cháu của chú quánh à, con có quay không? Có tiếng gửi chú. Rồi rồi con gửi qua bên mà. Chưa, bây giờ chưa đâu. Chưa. Con về con xuất ra mới gửi được. Rồi rồi không. Để con gửi chú cho. Con gửi qua chú ha. Dạ dạ. Rồi. À thượng gòm em. Em về bấm thượng gòm coi. Ê, ê, bấm. Bấm thượng gầm cho chứ đừng bấm thượng gầm chó nha. Dừng lộn bấm thượng gầm chó không ra đâu ông nội. Thấy bên tay ra bảy sạn nữa rồi đó. Từ từ, để tôi coi ai thắng. Cái gì vậy? Kết quả trận đấu mà đồng viên ngồi góc đài xanh Lý Thị Thu Vân thì chấm được quá thắng cả. Dừng nhau ơi. Dừng đó.
quay vô. Bắt luôn em ơi. Canh chắc vô em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tập luôn em ơi. Tập luôn. Tập luôn. Đây băng nhà có vụ rồi quýnh lại băng nhà lên quýnh luôn. Sắp vô đám vô. Sắp vô đâu. Người chở lên đâu. Đâu đâu đâu. Đâu đâu. Đâu đâu. Đâu đâu. Đâu đâu. Anh nãy chạy lên nói con nhỏ bên kia là chân có bé Ly đang bị chặt khớp, để nó đừng có quýnh bé Ly nữa. Thì nó quýnh thiệt á, nó quýnh ngay chân. Ờ chết mẹ quên ha, nói chân quýnh ngay chân. Giả cái thỏa mình giờ mình la lớn rồi. Canh kỹ. Tôi đề nghị mời quý khán giả chúng ta lui ra phía sau và cầm tay. Rồi đề nghị tất cả các khán giả chúng ta lui ra phía sau và cầm tay. Đúng rồi, hay quá em ơi. Tinh thần cao thượng. Giơ tay lên em ơi, giơ tay lên em ơi. Giơ tay lên. Chậm. Đúng rồi. Hay quá. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Được. Hai võ sĩ lưu ý thi đấu trên tinh thần cao thượng. Hay quá đi ơi. Sáng sắp gà rồi. Bây giờ là đang sản xuất liên gáo cả nhà, đang vô nước. Xin mời quý khán giả chúng ta lui ra phía sau bàn trọng tài để các trận đấu được diễn ra an toàn và đúng quy định. Trận này căng hơn trận nãy, bắt luôn. Hết trận nghỉ, sang sốc viên xuống đài. Từ từ chú, đợi nó. Mạnh bảy căng chứ sao? Đấm vô đâu? Đấm vô cái mỏ đó. Đấm vô mỏ nè. Để anh kêu quýnh mỏ đó. Xin mời quý khán giả chúng ta lui ra phía sau bàn trọng tài. Xin mời quý khán giả. Bình tĩnh lại đi ơi. Canh kỹ là đi ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không được sử dụng đòn ôm. Quăng vật. Đúng rồi.
kết thúc trận đấu. Chúng ta chuẩn bị tập trung đội đồng viên của mình để chuẩn bị cho chống nhà tôi thắng tôi cũng mừng chơi rồi. Dắt đỏ đỏ mọi ơi. Trận đấu đội đồng viên ngồi góc đài xanh Nguyễn Thị Trân đơn vị phối hợp thắng trận. Gì kỳ vậy? Ủa, sao kỳ vậy? Đây, bạn thành chức xin mời tất cả các vận động viên chúng ta di chuyển sang phía bên bà tay trái võ đài để chuẩn bị tập trung thua mẹ ơi làm lễ trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích.